trong đấy này, trên mặt bàn đấy, máy phát của Transit này, máy phát Transit 0915, buly máy phát của Ranger 2.2, 2.2 là cái chỗ thịt này nó dày này, đấy. Máy phát Transit 2015 nhá, đấy, máy phát Transit 2015, hàng Ukraine, hàng liên doanh giữa Nga và Ukraine. Đấy, chất liệu của nó thì nhìn thì đúng là chất gấu Bắc Cực luôn. Trắng muốt, đen xì luôn. Lông trắng, lông đen. Hàng Ukraine anh em nhá. Anh em mua hàng thì hãy điện thoại cho mình qua số điện thoại 0982446061. Con này nó chạy bằng buly giảm giật luôn này. Đấy, ui dồi. Ngon luôn, êm tít.